Hi, welcome back. Mình cầm 188 và đây là YouTube channel của mình, 188 channel. Thì hiện nay là mình mới vừa quay video xong. Hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị đi tập sớm. Và tại vì thông thường là mình sẽ tập lúc 1 giờ cho tới 4 giờ. Có nghĩa là một ngày mình sẽ tập 3 tiếng đó. Nhưng mà hôm nay mình quay khá là vội nên nói chung là hiện giờ mình phải cấp rút mình chuẩn bị để mình đi tập luôn. Nói chung là cũng nhân cơ hội này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái skincare routine cơ bản và basic nhất, đơn giản nhất dành cho nam, hoặc là kể cả bạn là nữ luôn thì bạn có thể sử dụng cái skincare routine này để chuẩn bị một buổi đi tập của các bạn sao cho thật là nhẹ nhàng, nhanh gọn và hoàn hảo nhất. Vậy ok, thì bây giờ mình sẽ đi thay đồ liền nha. Ok, thì hiện giờ mình vừa mới làm ướt mặt của mình xong. Và nói chung là hôm nay thì mình sẽ hơi lười một chút xíu, mình sẽ dùng một loại serum mặt mà nói chung là hơi có tính chất tẩy trôi mạnh hơn một chút xíu so với bình thường đi. Ok, thì đây là cái dòng mà chiết xuất từ đá muối Himalaya. Đây là một cái dòng mà kiểu rất là đặc biệt của Nivea Men á. Ngày xưa thì mình cũng nói chung là hơi có cái gì đó với Nivea Men một chút xíu, nhưng mà sau này á thì mình nhận thấy là Nivea đã được cải tiến công thức rất là tốt rồi. Ví dụ như là điển hình á là những cái chai nước tẩy trang của Nivea đi, thì sau này cũng ra những cái line mà không chứa cồn, mà không chứa hương liệu luôn, và mình đã giới thiệu cho mọi người rồi. Thì cái chai này á là vô tình á là mình coi một cái blog, một cái video của bác sĩ Hiếu đã phân tích cái chai này, và bác sĩ Hiếu cũng khen cái chai này khá là nhiều, thì mình cũng khá là curious về cái chai này. Thì ok, mình đã mua vòng trải nghiệm luôn, và mình thấy là chai này là một chai khá là tiện để mình sử dụng khi mà những cái hoạt động mà ví dụ như mình lười tẩy trang, hoặc là mình muốn cái sữa rửa mặt của mình nó sâu hoặc là nó mạnh hơn một chút xíu, thì mình sẽ sử dụng loại này. Ok, thì mình sẽ dùng loại này luôn nha. Ok, thì về cơ bản là ở trong sữa rửa mặt này á, thì ngoài cái việc nó chứa muối Himalaya ra, thì giống như là các bạn biết á, là muối nó cũng là một cái thành phần là nó có đặc tính kháng khuẩn và nó hỗ trợ cho các bạn trong quá trình điều trị mụn khá là ok. Nhưng mà với đặc điểm á, là nó ở một cái nồng độ tốt thôi. Nhưng mà đối với mình á, Nivea là một cái hãng lớn thì mình khá là tin tưởng vào cái việc điều chế của Nivea. Ok, thì ở trong cái thành phần này á, nó có chứa hai cái thành phần khá là đặc biệt mà các bạn chỉ có thể tìm thấy ở trong cái đá muối Himalaya này thôi, đó là strontium và molybdenum. Thì hai cái thành phần này là hai thành phần có đặc tính kháng khuẩn. Và bên cạnh đó thì ở trong thành phần của cái chai sữa rửa mặt này thì nó còn có chứa thêm BHA nữa. Thì giống như là như các bạn đã biết thì thông thường mình sẽ khá là thích các loại sữa rửa mặt mà có chứa BHA, tại vì mặc dù là nói là BHA ở trong sữa rửa mặt thì đường nào nó cũng là một cái sản phẩm lip, nó không thể live on được, có nghĩa là nó sẽ bị wash off đi, nó sẽ bị rửa trôi đi. Nhưng mà thật sự BHA ở trong sữa rửa mặt á thì nó cũng giúp làm bạc lớp sừng của cái thành cổ lỗ chân lông á, thì từ đó nó sẽ giúp cho các bạn có một cái lỗ chân lông nó thông thoáng hơn, từ đó cũng hạn chế được cái môi trường yếm khí để mà vi khuẩn acne hình thành á, thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn kiểu đỡ bị mụn hơn nữa. Bên cạnh đó nha, thì ở trong em này á thì hãng claim á là ở trong này thì còn có chứa thêm kiểu hơn 80 loại thành phần khoáng nữa, thì nó sẽ nuôi dưỡng làn da. Nhưng mà đối với mình đó nha, thì cái thông tin này á thì mình cần phải kiểm chứng. Nhưng mà thật sự á là đúng nghĩa là đúng theo khoa học thì đúng nghĩa là một số thành phần ở trong sữa rửa mặt á thì nó sẽ bị rửa trôi đi thật, và có một số thành phần á thì nó cũng sẽ đọng lại trên da thật. Nên nói chung á là hãng có bỏ vào á thì mình cũng ok, mình sẽ sử dụng thôi. Tại vì đường nào mình sử dụng cái một cái sữa rửa mặt á là vì cái đặc tính rửa trôi của nó, chứ không phải là vì thành phần nuôi dưỡng. Đường nào mình cũng sẽ phải dưỡng phía sau đó mà. Nhưng mà có bỏ thêm vô thì mình lời thôi, nói chung là mình cứ vẫn mua. À, và còn một cái đặc trưng nữa mà mình phải nói nhắm với các bạn luôn nha, có nghĩa là ở trong sữa rửa mặt này á thì nó có những cái hạt muối nhỏ. Thì cái đối tượng mà để sử dụng những cái sản phẩm này á là tốt nhất là các bạn có bị mụn ẩn, mụn viêm, viêm nhẹ thôi nha, hoặc là những bạn mà da dày sừng á. Thì đối với mình á, mấy cái hạt scrub nó nhỏ tới mức nào đi nữa thì những bạn bị viêm da quá nặng đi thì nên sử dụng những cái loại sữa rửa mặt không có scrub luôn nha. Còn mấy cái bạn nam á, thông thường á thì dùng cái này khá là bình thường, tại vì cái da sừng của bạn á khá là dày á, thì theo mình á là những cái sản phẩm này bạn dùng rất là ok. Rồi là cái bước rửa mặt của mình, và thông thường á nếu trong một ngày đó đó mình lười và mình thực sự lười đi thì mình sẽ không dùng toner luôn, tại vì thực sự giống như là mình nói với các bạn á là trong quan điểm của mình á thì toner kiểu cân bằng pH đồ hay là các kiểu á thì mấy cái khái niệm đó mình thực sự mình cũng không quan tâm lắm đâu. Mình chỉ quan tâm tới cái việc á là sau khi rửa mặt xong á là da mình nó có mềm mịn và nó có đủ độ ẩm hay không thôi. Và thực sự là hiện giờ mặt mình đang giống như các bạn thấy á, da của mình hiện giờ đang khá là căng và nói chung là cũng tương đối đẹp. Nói chung là mình cũng không bị vấn đề gì hết, thì mình cũng không sử dụng toner làm gì hết, nhưng mà để cung cấp độ ẩm nhẹ nha, cung cấp độ ẩm nhẹ nhẹ một chút xíu thôi, thì mình sẽ sử dụng thêm một lớp xịt khoáng nữa để nói chung là thêm một xíu ẩm nữa thôi, thì nói chung là cho mình cái cảm giác nó yên tâm hơn á. Thì hiện giờ mình sẽ xài của Eucerin. Ok, tại vì thực sự là do cái chai này nó nhỏ, nó dễ đem đi á, chứ thông thường á mình sẽ xài bất kỳ loại nào cũng được, nói chung là mình không quan tâm lắm. Ok. Nice. Done.
Vậy thôi, đơn giản. Và như bình thường á, giống như là mình đã chia sẻ với các bạn rồi, là mình là một người kiểu thông thường mình sẽ đi tập từ 1 giờ cho tới 4 đến 5 giờ. Đúng như các bạn nói luôn đó, 1 giờ tới 4 đến 5 giờ. Có nghĩa là một buổi tập của mình thông thường nó sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tiếng. Và nói chung đó là mình sẽ cân bằng nhiều thứ, có nghĩa là mình sẽ tập gym hoặc là mình sẽ chơi thể thao hoặc là như thế nào đó. Thì đôi khi mình cũng chưa biết được, giống như là hiện giờ mình đang mặc nè, đây là một bộ đồ bóng rổ, thì maybe là lát nữa mình sẽ đi chơi bóng rổ. Hoặc là nếu như team của mình mà bị bận gì đó thì mình sẽ lao vào phòng gym mà mình tập gym luôn. Thì giống như là mình đi tập vào lúc 1 giờ trưa, thì cái thời điểm này đang là cái thời điểm mà cái tia UV nó rất là nhiều và nó tấn công làn da của các bạn rất là mạnh. Thì thông thường mình sẽ sử dụng thêm một loại kem chống nắng nào đó để tăng cái khả năng bảo vệ cho da của mình. Và giống như là các bạn đã biết á, thì mình có làm một clip mình giới thiệu cho các bạn rồi, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà mình trải nghiệm á, mình trải nghiệm rất là nhiều loại kem chống nắng luôn, có thể là tới mấy chục loại tới gần 100 loại luôn á. Thì mình là một người rất thích đi trải nghiệm mỹ phẩm và mình muốn tìm tới những cái loại mà cái màn lọc chống nắng càng ngày nó càng kiểu thay đổi hơn, kiểu càng ngày càng mới hơn và mình trải nghiệm được nhiều hơn để mình đưa ra những các bạn cái lời khuyên về các loại kem chống nắng nào tốt á. Thì một cái loại mà mình cũng đang thử gần đây luôn là cũng là của Nivea luôn, tại vì đây là một cái loại kem chống nắng mà các những cái màn lọc ở trong này mình thấy toàn là màn lọc thế hệ mới không à, nhưng mà bị một cái đặc trưng á, hình như là trong em này hình như là có cả cồn với hương liệu nữa. Nhưng mà thật sự là do da của mình nó không bị vấn đề gì với những cái này hết á, nên mình dùng nó rất là bình thường, không có sao hết. Và được một cái là em này là ghi là 0% sticky feeling, có nghĩa là nó sẽ không để lại cái cảm giác dính dính lên trên làn da của các bạn. Và đặc trưng của em kem chống nắng này đây là kem chống nắng hóa học nha, nên nó cũng sẽ cung cấp cho các bạn thêm một lượng độ ẩm một chút xíu nữa, nó sẽ không gây kiềm dầu. Và mình cực kỳ thích cái trạng thái này luôn, nên mình sẽ sử dụng kem chống nắng này nha. Ok, và cái lượng của mình dùng á thì nó sẽ khoảng nhiêu đây. Mình không muốn dùng ít quá, mình cũng không muốn dùng nhiều quá, khoảng nhiêu đây là ok. Sẽ apply xong rồi tán từ từ ra. Ok, thì mặc dù á là cái kem chống nắng này á là nó là kem chống nắng hóa học, nó có cồn với nó có một chút xíu hương liệu. Thì đương nhiên là theo quan điểm cá nhân của mình á, thì có cồn và có hương liệu á, thì mấy bạn da mụn hay nặng, mụn viêm nặng luôn á, hoặc là da nhạy cảm á, thì đừng nên sử dụng. Nhưng mà trên các quan điểm cá nhân của mình á, thì mình thấy em này á dùng được cho hầu hết các loại da, nói chung là trừ da nhạy cảm thôi á, kiểu cả da khô. Kem chống nắng hóa học thì đương nhiên là phù hợp với da khô, rất là thích hợp rồi. Nhưng mà cá nhân của mình nè, da dầu nè, mà mình vẫn dùng kem chống nắng học bình thường thôi, mà mình thích cái cảm giác kem chống nắng hóa học nó mang lại nữa cơ, tại vì nó không có làm khô da của mình. Mình cực kỳ ghét cái gì làm khô da của mình luôn á, đó là lý do mà thường mình khá ít dùng kem chống nắng vật lý luôn á, một hai loại thôi. Thì cái loại này đối với mình á là khá là tốt, loại này nói chung là mua được cũng hay á, tại vì không biết tại sao nha, nhưng mình đi kiếm cái loại này á thì mình thấy nó bị cháy hàng liên tục, không thấy xuất hiện ở ngoài nữa. Nói chung là tìm mua thì toàn ra mấy cái dòng cũ thôi, nên mua được em này cũng khá là hay ho. Và thông thường á, cái cách apply của mình á thì nó sẽ hơi tốn thời gian một chút xíu, nhưng mà nó sẽ tốt. Ví dụ như là mình sẽ apply làm hai lần. Thì lần thứ nhất á là mình sẽ apply khoảng từ 50 cho tới 60% của cái lượng kem chống nắng đó, sau đó mình sẽ kiểu đợi 15, 20 giây, 30 giây, nói chung là mình cũng không muốn đợi quá nhiều đâu. Sau đó là mình sẽ apply cái lớp thứ hai, và thường cái lớp up 2 á nó còn có chút xíu siêu à. Thì nói chung á là cái này là thêm touch up thôi. Nói chung là mình biết á là một số bạn nam á cũng lười, thì đối với mình á, với bạn lười thì cũng được, đẹp thì mấy bạn hưởng, xấu mấy bạn chịu thôi chứ ai chịu. Thì đấy, vậy thôi, kiểu apply đơn giản hai lớp, sau đó là đợi một chút xíu, đợi khoảng 5-10 phút, sau đó là mình sẽ bước ra ngoài mình tập thể dục luôn. Chứ nói chung là mình thoa xong rồi mình đợi 30 phút, mình cũng không có đủ kiểu kiên nhẫn lắm để như vậy đâu. Đấy, vậy là xong. Ok, vậy là xong, có nghĩa là nói chung là mình chỉ cần 3 bước thôi. Nói chung là không toner, không cần tẩy trang đồ các kiểu luôn. Nói chung là trên quan điểm cá nhân của mình á, nếu như các bạn đã chọn được những cái sản phẩm tốt và cái sản phẩm mà phù hợp với làn da của các bạn á, hoặc là phù hợp với nhu cầu của bạn luôn mà bạn cảm thấy nó ổn, thì bạn cứ sử dụng thôi. Nói chung là không vấn đề gì hết, nói chung là tốt là được. Và nói chung là 3 bước đơn giản vậy thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video sau.